Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Toyota Innova số sàn các anh chị, được sản xuất vào năm 2019. Xe còn rất là mới và đẹp, chủ xe đi giữ kỹ và chắc xe thì không chê vào đâu được hết. Được sản xuất vào năm 2019 và hiện tại thì odo chuẩn của xe là 65.000 cây số. Huy mời các anh chị cùng Huy để mình xem chi tiết về sản phẩm. Đầu tiên thì Huy mời các anh chị cùng Huy mình đi xem ngoại thất của xe. Đó, cụm đèn sáng bóng, khe hở giữa cản về cabo và các chi tiết. Đây vỏ các anh chị, mình xem qua. Đây là vỏ. Đó. Che mưa, dán phim. Đó, mọi thứ. Đây, đường găng. Đây. Ốp kén cửa, nó anh chị nhìn ha, ốp kén cửa mặt rơm. Mọi thứ còn rất là mới. Thì đối với những chiếc xe mà 2019 như thế này thì đã trang bị được bãi thu khí rồi các anh chị, và những hệ thống như hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khai nhân dốc, cân bằng lực phanh điện tử đều có đủ. Anh chị nhìn nè, nghe đóng cửa không, rất là chắc tay. Và đây là một chiếc xe mà bên Huy mới vừa lái về. Chiều nay thì bên Huy lái về hai chiếc, một chiếc 2019 đây và một chiếc 2020 luôn anh chị, và một chiếc Vios G 2019 màu đỏ nữa. Thì bên Huy có thu mua tất cả những cái dòng xe qua sử dụng, đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước thì bên Huy mới mua. Cho nên anh chị nào đang có nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới, hoặc là anh chị muốn bán xe, muốn định giá xe thì anh chị liên hệ, bên Huy đang hỗ trợ khách giá khá là tốt. Đó, những cái sản phẩm chất lượng nha anh chị nha, đảm bảo tình trạng xe không bị lỗi thì bên Huy sẽ mua giá tốt cho anh chị. Đóng rất là êm tai luôn anh chị. Chị nghe ha. Thì sơ bộ có phần ngoại thất để anh chị và các bạn mình xem qua một vòng để mình đánh giá sơ bộ về tình trạng ngoại thất của xe. Thì với giá bán hiện tại thì bên Huy mới vừa lái về thì khoảng đâu đó là 615 triệu các anh chị. Mẫu 2020 thì bên Huy chào bán với giá là khoảng 668 triệu. Và Vios G 2019 thì hiện tại thì mới đi được 10.000 số thì bên Huy đang chào bán với giá là khoảng 522 triệu. Thì đó là những cái sản phẩm mà mới vừa về tại công ty bên Huy. Thì một tí Huy sẽ chi tiết những cái sản phẩm cho anh chị và các bạn xem. Và tiếp theo Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy mình đi xem chi tiết phần nội thất của xe. Đây các anh chị, mình xem chi tiết phần nội thất của xe. Thì đây là phần tappi. Đó, anh chị nhìn nha, còn rất là mới và đẹp. Nội thất bên trong keo trùng. Đó, Huy quay cho anh chị để anh chị mình cảm nhận về cái chất lượng của sản phẩm. Đây, những cái vị trí khung xương rồi ha. Đây, vỏ. Cái này là vỏ xe cua thì bên Huy đang làm đẹp ha, chuẩn bị đưa vô làm đẹp cho nên là bên Huy tháo xuống để vệ sinh cho nó sạch sẽ. Còn đây là vị trí đồ nghề, vị trí con gọi. Đó, nội thất bên trong. Đây, tappi rồi anh chị ha. Thì bên Huy lúc trước là mới về một chiếc 2019 cũng màu bạc, nhưng mà màu đồng các anh chị, mà khách cũng đã lái rồi. Thì đây là chiếc màu bạc cũng mới vừa về. Thì Huy cũng dành vài phút giới thiệu cho anh chị. Để anh chị nào quan tâm đến dòng sản phẩm số sàn thì anh chị liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn. Với thiết kế khá là rộng rãi, thoải mái, gia đình đi thì Huy nghĩ chắc chắn là anh chị sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Vì Toyota Innova là một trong những cái sản phẩm mà thực sự là được sự yêu mến của khách hàng khá là nhiều về độ rộng rãi rồi khả năng vận hành của xe. Đó, ok các anh chị, rất là ok luôn. Tiếp theo thì Huy sẽ ra phía trước để cho anh chị và các bạn mình xem về phần nội thất ở phía trước. Đây là phần tappi cửa trước bên tài, anh chị nhìn nha, rất là mới và đẹp. Này, ghế. Odo của xe 65.000 cây số. Mặt đồng hồ tắp lô còn rất là đẹp luôn các anh chị. Đây, đầu DVD. Ở những cái núm AC rồi anh chị nhìn nha, còn khá là mới. Rồi, tiếp theo mình sẽ xem về phần động cơ.
Đây anh chị, động cơ và chủ xe trang bị một cái bình đó, khá là lớn đó anh chị nha. Rồi, từng bô lon con tán, từng giác điện, mọi thứ còn nguyên bản hết các anh chị. Bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị về động cơ và hộp số là 1 năm hoặc 20.000 cây số, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm, không lo lắng gì cả nha các anh chị nha. Đó, chất lượng xe đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Và sản phẩm vẫn được sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota, lãi suất khá ưu đãi chỉ 5.79% trên năm thôi các anh chị. Tức là 100 triệu thì anh chị vay 100 triệu thì một tháng thì anh chị sẽ bỏ ra khoảng 480.000 tiền lãi, đó là ưu đãi trong 6 tháng đầu. Và lãi suất thì giảm dần các anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Cứ liên hệ với Huy theo số điện thoại 0937688847 trên màn hình các anh chị nha. Và anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng ngoài 200 ngoài 200 thì anh chị có thể sử dụng sản phẩm này rồi. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ. Và địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các anh chị. Bên Huy là đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam, hoạt động trong mảng xe qua sử dụng cũng như là xe mới, có bảo hành động cơ và hộp số chính hãng cho các anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây số, cho nên anh chị không lo lắng gì hết nha. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.